Các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, do thân tinh tấn mau được viên mãn vô tướng tinh tấn Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát này phát tâm dõng mãnh tinh tấn nên thành tựu các chi thánh đạo vô lậu, được đầy đủ thánh đạo viên mãn tinh tấn Ba La Mật Đa, được đầy đủ các pháp lành ở trong đó là bốn niệm trụ, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng. Đại Bồ Tát này do tâm tinh tấn nên được viên mãn các tướng hảo phóng đại quang minh, chiếu soi vô biên cõi. Do tâm tinh tấn hoàn toàn viên mãn nên đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tập khí phiền não, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề và vận chuyển pháp luân vi diệu đầy đủ 32 tướng, làm cho khắp đại thiên thế giới chấn động sáu cách. Các hữu tình trong đó được ánh sáng chiếu soi, thấy sự biến động này, nghe được tiếng chánh pháp. Tùy chỗ thích ứng của họ, ở nơi đạo tam thừa chứng được bất thối chuyển, cho đến cứu cánh. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, viên mãn tinh tấn Ba La Mật Đa, do tinh tấn Ba La Mật Đa này, nên làm các việc lợi mình lợi người, mau được viên mãn tất cả Phật Pháp, nhờ vậy chứng đắc trí nhất thiết trí, làm lợi ích an vui cho các hữu tình, cho đến đời vị lai. Hết quyển thứ 529.